Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là em quay trở lại với một cái cây lan kiếm. Đó chính là cây Thanh Thiên Vân mà em đã gọi tên nó. Màu khá xanh. Và nó là một trong cây rất xanh mà em từng biết đến. Và để mà nói về cái cây này ấy, thì nó là một cái cây có từ rất lâu rồi. Đây là nó đã bị quăn cánh. Nhưng mà ngoài thật ấy, nó xanh hơn rất là nhiều so với trên này. Đây là cây kiếm xanh của một bác ở trên phố cổ. Ngày xưa là bác ấy mua cái cây này là bên trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, khi mà kiếm còn chưa lên ngôi như bây giờ. Hồi đấy thì mọi người chỉ sưu tầm cát với cả các dòng đen rô là chủ yếu. Còn đây thì là một cái cây kiếm hoa xanh vàng khá đẹp và có sự nhận biết rõ rệt từ thân lá. Còn hoa thì em không nói, nhưng thân lá nó khác biệt với tất cả các loại cây khác, và anh chị nhìn là anh chị có thể nhận ra được đến 60-70%, có nghĩa là 50% mà có thể nhận ra cây nào. Nó cũng như kiểu là cái dòng em cũng đã nói nhiều lần ấy, là tất cả các cây nó phải có sự khác biệt, và mọi người phải nhìn nhận được nó là có sự khác biệt nhau về thân lá thì mới chơi. Có những cái cây mà không thể nhìn nhận qua thân lá được ấy thì một điều rất khó, và để mà nhìn nhận qua thân lá mà khó ấy, thì là mọi người nên chú ý tìm hiểu thật kỹ trước khi mua, bởi vì nó cũng như kiểu phi điệp ấy, phi điệp nhìn nhận thân lá rất khó. Thế nên là mọi người cũng nên chú ý cái việc là mua những cái cây mà thân lá nó khó nhìn nhận, như những cái cây lan nào cũng vậy thôi. Chúng ta phải nhìn nhận ra qua thân lá là chúng ta có thể đoán được rằng là à, cái cây kiếm này nó là cây kiếm gì, hoặc là cái cây phi điệp này nó là cây phi điệp gì. Nếu phi điệp mà nở những bông hoa mà mình nhìn hoa mình chả biết được nó là cái cây gì thì nó cũng rất khó đấy. Còn những cái cây phi điệp mà nó mình nhìn cái là mình biết ngay ấy, thì nó cũng thân lá nó có sự khác biệt ấy. Ví dụ thế, mọi người nên sưu tầm. Còn những cây kiếm mà nó không có sự khác biệt nhiều với thân lá, hay là cây nào cũng thế thôi, không có sự khác biệt nhiều với thân lá, là mọi người nên chú ý. Có thể là cái cây đấy nó sẽ là một cái cây tên khác. Ví dụ như cây kiếm Tuyết Ngọc, như em biết rằng là nếu trong kiếm bây giờ thì nó là một cái tên rất là nổi tiếng. Nhưng mà mặt hoa cái Tuyết Ngọc thì em thấy là rất là nhiều bác vẫn đang nhầm lẫn, bởi vì là hoa nở nó khác nhau quá nhiều. Thì đây là một cái cây kiếm em giới thiệu với mọi người hôm nay, là cái cây chúng ta có thể nhìn nhận qua thân lá một chút. Thì theo gốc gác của cái cây này ấy, thì là không biết là nó ở đâu. Nhưng ngày xưa là bác ấy ở Hà Nội là bác ấy mua đứt gốc được. Nhưng mà nếu mà so với kinh nghiệm của em và thân lá, và những cái kinh nghiệm của em về độ hoa, chia hoa và thân lá, thì đây là em đánh giá là một cái cây cao, là xuất xứ từ Thái, từ Thái Lan. Nhưng cây này được cái là nó nở hoa đến lần này là lần thứ 6, thứ 7 rồi trong năm nay ở cùng một chậu này. Có nghĩa là nó rất là siêng hoa. Nó siêng hoa, khá là siêng hoa, một năm nở đến 5-6 lần trên một cái chậu khoảng tầm 6-7 thân thế này, thì là một điều rất là hay. Chúng ta có thể chơi, nó cũng rất là đẹp. Cái này nó nở 3 lần vào dịp là từ tháng 3, tháng 4, tháng 5. Còn bây giờ là nó nghỉ tháng 7, nghỉ tháng 6, tháng 7. Bây giờ là tháng 8 dương. À đâu, bây giờ là cuối tháng 8 dương, đầu tháng 9 rồi. Thì nó nở lần này là lần thứ 2. Trong dịp này nó nở lần này là lần thứ 2. Hoa của nó đây là lần này là lần thứ 2. Thì có nghĩa là nó sẽ nở là 5 lần. Nhưng mỗi lần thì không phải là ra một cần hoa. Có lần này là lần ra 2 cần, và lần một lần vào dịp đầu năm là ra 2 lần nữa. 2 cần hoa. Thì đây thì em nói sơ qua về cái cây này một chút. Thì nói về mầm, đầu tiên luôn luôn là mầm phải xanh sạch, bởi vì cái dòng kiếm đột biến này, đây mọi người nhìn những cái chóp lá này. Đây, những cái mầm chóp lá đây này. Đấy, chóp lá luôn luôn phải xanh sạch. Đây này, nó sẽ là xanh sạch 100% luôn anh chị nhá. Anh chị chú ý này, mầm phải xanh sạch. Cái này thì khả năng nó là cây kiếm Thái rất cao. Đấy, nhưng mà mình cũng em muốn nói là nó là một cái cây rất là dễ nhận diện về thân lá. Cái củ của nó là hình bầu dục. Đây, củ của nó hình bầu dục anh chị nhá. Nó sẽ thắt ngọn ở trên cao này, và sẽ chéo hình bầu dục này. Gốc thì đương nhiên là củ nào cũng nhỏ đúng không ạ?
gốc thì củ sẽ nhỏ nhá, giữa phình ra và nó sẽ nhọn lên này, kiểu giống dòng Taiwan. Cái dòng Thái này là củ hình bầu dục này, không phải củ tròn nhá. Lá của nó thì củ to củ nhỏ thì không nói. Thì nó sẽ dài tối đa dài khoảng 90 cm. Và mặt lá của nó là mặt lá sần. Những cái dòng này sần rất buồn cười, đó chính là cái phần đầu lá thì nó hay bị sần. Những cái thân mẹ của nó đây chị nhìn này. Thân mẹ của nó đây. Ở trong của nó thì đa phần là láng, rất là mịn, nhưng ra ngoài thì nó càng sần mạnh. Và đầu lá thì nó sẽ sần rất kinh khủng. Đây. Thân mẹ này thế. Đây là ngọn nhá. Hơi sần này. Hơi sần loang loang đấy. Dưới đây thì nó láng luôn, mịn tít luôn. Đấy. Và đa phần nó là như vậy. Đầu lá này bao giờ nó cũng sần. Lá này, phần trên ấy là sần, phần dưới nó sẽ đỡ sần hơn, nó mịn hơn. Đây là cái sự khác biệt lớn nhất của cái cây này mà em cảm nhận được. Có nghĩa là phần trên của lá thì đa phần là nó đầu ngọn này nó sần. Còn ở phần gần củ thì nó sẽ mịn hơn. Nó mịn hơn chứ không phải là mịn láng nhá. Nhưng mà nó có vẫn có lá láng là không. Lá sần. Và cái dòng này thì độ khuyết của nó không nhiều. Và cái độ khuyết của lá này thì em không đánh giá cao. Không đánh giá cao ở cái cây này. Dòng kiếm này, độ khuyết lá này thì có cây thì nó khuyết chéo hẳn như này. Đây mọi người nhìn này. Cái độ khuyết lá của từng cây ấy, thì em không đánh giá cao. Độ khuyết lá của nó thì nó tất cả kể cả phi điệp hay kiếm hay là bất kể loại gì, độ khuyết lá đây em không đánh giá cao. Bởi vì mọi người có thể nhìn nhận về cây đai châu ấy. Cây đai châu thì phải nói là nó có một cái độ khuyết lá khủng khiếp nhất mà em từng biết. Có những cây đai châu trắng nó khuyết kinh khủng, và có những cây đai châu trắng không khuyết tí nào. Đấy. Thì đây thì em nói về cái phần hoa của nó. Đây mọi người nhìn thấy đấy. Khi mà nó nở để căng đến cái độ này thì nó cánh rất là to, bầu. Bông hoa của nó thì nó khoảng to hơn kiếm xanh Huế, và nó khoảng tầm 5 cm. Hoa của nó xanh vàng. Và khi nó đuối đuối thì đương nhiên nó sẽ vàng. Nhưng mà cái cây này ấy, thì nó ổn định hơn cái cây xanh Huế. Đó chính là cái việc là nó xanh lúc nào cũng mới nở nó xanh như này. Nhưng khi đến khi nó tàn thì cái nào nó cũng vàng. Đấy. Mọi người thấy đấy ạ. Nhưng mà cái cây xanh Huế ấy, thì có lúc thì nhà nào nuôi nhiều nắng ấy, thì nó nở cái là vàng luôn. Nhưng cái cây này nó nở này là em thấy là quá đẹp. Bởi vì có những lúc là nó sẽ nở màu vàng ấy, thì tỷ lệ nó ít hơn. Nhưng mà như cái cây này em đánh giá là một cây khá là xanh. Rất là xanh, mọi người có thể nhìn thấy từ cuống hoa, cánh hoa ở cánh mặt trước mặt sau của nó, thì mọi người nhìn thấy cái độ xanh của nó không ạ? Đấy. Độ xanh của nó rất là xanh. Kể cả bông trên này, đây. Cái bộ cánh của nó rất là xanh. Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? So với cái lá cây thì mọi người sẽ nhìn thấy. Còn khi mà mọi người nở nhìn những cái cây mà ở xanh Huế nó nở thì mọi người sẽ biết rằng là cái màu xanh của nó thì sắc tố xanh của nó rất ít. Và có thể là nhiều lần là nó nở, đấy là nó tàn, nó vàng luôn chứ nó không còn xanh như là ấy nữa. Nó không còn xanh như là mọi người hay nói nữa. Còn cây này thì nó xanh, đây. Khá là xanh. Mới đầu thì nó xanh ngắt luôn này. Nhìn cái bộ cánh của nó rất là xanh đúng không ạ? Khi mà chụp khum khum ấy, em nói đến vấn đề chữ kiếm đó chính là khi mà chụp khum khum như này thì cánh rất là tròn đúng không ạ? Cánh tròn bầu. Nhưng mà cái việc nở căng ra này thì cánh trông nó bé hơn. Đúng không ạ? Đấy, thì mọi người đây ngắm từ cái bông đầu tiên này. Khi mà nó nở ra này. Đấy, mọi người nhìn bông đầu tiên này đấy không? Đấy. Đây là bông đầu tiên khi nó nở, cánh nó cong ra này. Mở hết. Hai cánh đài trên nó cũng mở, rất là đẹp. Đây là bông thứ hai. Cánh đài nó cũng mở. Và cây này là cây vàng lưỡi trắng. Xanh vàng lưỡi trắng. Nó là một cây rất là xanh. Đây là màu thật nhất của nó khi mà em quay bằng điện thoại iPhone. Màu xanh của nó khá là xanh. Còn đương nhiên là khi mà tàn thì nó sẽ xanh vàng, chứ nó không thể là xanh hết được. Nhưng mà như cây này em đánh giá nó là một cây rất là xanh rồi. Đây là cây em tạm gọi nó là cây Thanh Thiên Vân. Đấy, thế nên là mọi người có thể tham khảo những cái bài của em trên kênh Thiên Đường Hàn Hoa nhé. Thì cái kênh đấy của em ấy, là khi mà em bán cái cây nào ra ấy, thị trường ấy, thì đều là cái cây đó nó nở nhà em rồi là thứ nhất. Cái thứ hai là đều có video thì em mới bán.
Còn những cái cây mà không có video ấy, hình ảnh ấy, mọi người mua thì nên chú ý tìm hiểu xem nó nở nhiều lần chưa. Bởi vì em vẫn nhắc mọi người là nó phải nở nhiều lần rồi. Nó phải nở nhiều rồi thì anh chị nhìn thì anh chị mới cảm nhận được đúng cái vẻ đẹp của nó. Chứ nếu như mà nó nở ít bông một hai lần ấy, xong rồi là nó uốn cánh rồi thì nó chụp các kiểu để làm sao để cho nó đẹp ấy, thì mọi người nên chú ý. Bởi vì nở ít bông thì thường khó đánh giá một cây lắm. Và nó phải chùm nhiều bông. Chứ em không thích chụp một hai bông, bởi vì nếu chụp ít bông ấy thì người ta sẽ chụp kiểu khum khum này, trông cánh rất đẹp, nhưng đến khi nó về nó nở ra thì nó chỉ được như này thôi. Đấy, và có thể đến khi mà nó to ra rồi thì nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ có bông đẹp và bông xấu, nhưng khi chụp thì đa phần người ta sẽ dùng những cái bông đẹp nhất để người ta chụp, còn những cái bông mà không đẹp lắm thì người ta sẽ ít chụp hơn. Đây là tổng thể cả một cây. Cây này chia hoa thì khá là thưa và cuối cần là hơi rắc mọi nhá. Đấy, đây mọi người có thể xem đấy ạ. Kiếm này thì mọi người chơi lan thì có thể là chơi nở hoa là gần như là quanh năm. Nhất là với những cái dòng tiên vũ và những cái cây rễ hoa này thì nó nở hoa từ tháng 3 đến tận tháng 10, tháng 11 cơ. Thì mọi người cũng có thể ấy. Cái này là có hương thơm, nhưng hương thơm nhẹ. Hương thơm không mạnh, hương thơm nhẹ. Nó không thơm bằng cái cây kiếm thơm lần trước em giới thiệu đó. Bởi cái cây kiếm thơm đấy là nó là một cây thơm nhất, một trong cây thơm nhất. Và em thấy nó không cây nào thơm hơn cây đấy cả. Đây, em quay cái bông này, nó là bông trung bình. Còn có những bông thì trông nó to hơn. Thường thì những bông ở trên ý, thì các bác nhìn thấy là nó sẽ cánh nó sẽ bầu hơn. Càng cánh ở trên thì nó sẽ càng to, nhất là cái bông đầu tiên này. Thì đây là một chùm này là nở hoa được 15-16 bông đấy. Đây. Ánh sáng quá thì nó sẽ khó nhìn. Bởi vì đây là đang nắng là buổi chiều. Mọi người thấy đó. Đấy. Cần hoa hơi rích rắc các bác nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Và mọi người có thể tham khảo thêm nhiều video của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Cảm ơn tất cả mọi người. Em chào tất cả anh chị.